Vừa kéo mạnh cánh cổng, hai cô gái đứng hình với cảnh tượng trước mắt. Mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống hy hữu xảy ra với một cô gái trẻ khi vừa đóng cổng chuẩn bị ra ngoài. Theo clip trích xuất từ camera an ninh, cô gái trẻ đội mũ bảo hiểm đang đóng cổng để ra ngoài cùng bạn. Tuy nhiên, ngay khi vừa kéo chiếc cổng sắt lại cổng lùa thì bất ngờ cánh cửa lớn đổ rầm xuống nền đất. Rất may cánh cửa đổ ngã về phía đối diện nên không thương tích về người. Nhưng sự việc diễn ra nhanh và bất ngờ khiến cô gái bàng hoàng đứng hình mất mấy giây. Sau đó cô và người bạn của mình cùng nhau khiêng cánh cửa để gọn sang một bên, tránh để xảy ra sự cố đổ sập tương tự. Đoạn clip sau khi đăng tải khiến người xem cũng phải hoảng hốt trước tình huống nguy hiểm trên. Bên cạnh đó có ý kiến góp ý nên cẩn thận với loại cổng sắt lùa này, bởi cũng từng có không ít trường hợp tai nạn do loại cửa này gây ra. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.